Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-ôm, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Đó là lời Chúa. Chúng con có nhớ câu chuyện tin mừng không? Mà chúng ta vừa nghe. Hay nhớ không? Đúng rồi. Tức là có một anh đại đội trưởng, anh có một cái người đệ tử, người lính á, bị gì? Bị liệt hả? Ừ. Xong rồi á, anh đến, anh xin Chúa Giêsu, xin Chúa Giêsu chữa, đúng không? Nhưng mà khi mà anh xin thì anh nói cái gì? Chúa Giêsu nói cái gì trước tiên? À, tôi sẽ là người chữa nó. À, tôi sẽ là người chữa nó. Nhưng mà rồi khi mà Chúa Giêsu nói tôi là người chữa nó thì cái anh mà đại đội trưởng này anh nói gì? Nhớ em. Anh nói cái gì? Anh nói rằng là tôi á có những người dưới tôi. Tôi bảo nó làm cái này, đúng không? Là nó làm. Tôi bảo nó làm cái kia, là nó làm. Thấy không? Nhưng mà tôi thì đại khái là nhỏ bé lắm. Và chính cái chuyện đó, cái lòng của anh ta nói như vậy, Chúa Giêsu là sao? Chúa Giêsu cảm thấy sao? Ngạc nhiên. Bởi vì Chúa Giêsu thấy anh ta có một cái niềm tin rất là đặc biệt nơi Chúa. Và chúng ta lại thấy rằng anh ta có một cái sự khiêm tốn. Anh ta nhìn nhận anh ta chẳng là gì cả. Thấy không? Dù rằng là anh ta có quyền, nhưng mà anh ta rất là nhỏ bé. Qua cái bài đọc này hôm nay đó, tin mừng ngày hôm nay đó, chúng ta lại thấy Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên cái anh đại đội trưởng này, để cho chúng ta nhìn lại cái đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta có tin vào Chúa hay không? Và chúng ta có khiêm tốn hay không? Khiêm tốn và tin nó đi kèm với nhau. Khi mình đi Sinai cái gì đó, mình tin tưởng người ta cho, và kèm theo đó là mình phải khiêm tốn, người ta mới cho chứ. Còn nếu mà mình đi xin mà mình kiêu ngạo, mình vinh vang lấy gì ai cho? Chúng ta thấy không? Đi xin Chúa hay là đi xin người đời cũng vậy thôi. Khi mình ngỏ lời với ai là mình cũng tin là người đó giúp mình. Và kèm theo cái thái độ tin đó, đó là cái lòng khiêm tốn. Đến với Chúa cũng vậy thôi. Có nhiều người rất tiếc rằng là không tin. Có thể là không tin, xin nhưng mà không tin. Xin như là một cái máy, và xin Chúa làm theo cái điều mà mình muốn.
và cái nữa đó là không đủ khiêm tốn, kiêu ngạo. Xin nhưng mà thể hiện ta đây mà. Hôm vừa rồi Ma đi viếng Đức Mẹ, lên biết mà nói với Đức Mẹ gì không? Đoán không? Đoán coi. Mà nói với Đức Mẹ gì? Đoán coi, Ma nói gì? À, xin hết dịch bệnh. Hỏi gì nữa? À, xin cho Ma sức khỏe. À, nó đoán được cũng hay. Hỏi gì nữa? Xin cho gì? Xin cho hết dịch bệnh nè, xin cho Ma có sức khỏe nè. Hỏi gì nữa? Đoán một cái nữa coi. Đoán một cái nữa. Đoán đại coi, đoán thử coi. Xin cho Ma nè, con đoán coi coi, Ma lên với Đức Mẹ, Ma xin cái gì? Ma xin cho hết dịch bệnh nè, Ma xin cho có sức khỏe rồi, Ma xin cái gì nữa? Đoán coi. À, nó diễn tả không được. Tức là Ma xin là thương cho đến những người nghèo. Đúng rồi. Đến với Đức Mẹ thì thật sự đó thì tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ. Cảm ơn Đức Mẹ vì biết bao nhiêu ân lành Mẹ đã chuyển cầu, Mẹ đã ban cho Ma. Kèm theo đó là xin cho hết dịch bệnh, xin cho có sức khỏe, xin cho những người nghèo, xin cho mấy đứa nữa, xin cho mấy đứa ngoan, xin cho những người thân quen của Ma, tất cả những người thân quen trong cái cuộc đời của mình, mình xin Đức Mẹ, mình trao dâng tất cả những người đó cho Đức Mẹ. Và trên tất cả mọi điều xin, mọi lời xin ấy, Ma chỉ xin với Đức Mẹ, và đặc biệt xin với Chúa cho Ma lời xin vâng. Có nghĩa là cuộc sống của mình, với tất cả những gì đó, niềm vui, nỗi buồn, tất cả những khó khăn, những thập giá, xin vâng. Xin cho Ma đủ sức khỏe, xin cho Ma đủ nghị lực, xin cho Ma đủ tinh thần để mà Ma phát cái thập giá mà Chúa trao cho. Xin đừng làm theo ý của Ma, nhưng hãy làm theo ý của Chúa. Và xin đủ sức để mà làm theo ý Chúa. Ma cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Với bây giờ mà đi lên xin cái gì nữa bây giờ? Chúa ban cho như vậy là đủ rồi. Mẹ ban cho như vậy là quá mừng rồi. Dù bệnh tật nhưng mà vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mà vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Dù đôi khi đụng chạm với mấy đứa, nói đường nó nghe nẻo, bực lắm chứ. Thế nhưng mà bực nó làm chi? Nó làm vậy mà. Thịt bò là đi nướng, nó đem đi luộc. Rồi hôm qua mấy sơ kể chuyện, đưa cho nó một cái bản đi photo, không có tiền lẻ, kêu nó đi photo 20 tờ, sơ đưa 200 ngàn. Nó chạy ra tiệm, nó bảo là photo hết 200 ngàn. Cái ông mà photo, ổng hết hồn. Ổng mới nói là gọi điện về đi hỏi kỹ lại đi, một cái tờ giấy mà đi photo tới 200 ngàn là bao nhiêu tờ? Là cả ngàn tờ. Thấy không? Mà mới dặn nó tức thì thôi là đi ra ngoài photo cho 20 tờ. Nó cầm 200 ngàn ra, nó bảo là photo hết 200 ngàn. Đó. Ở chung với mấy đứa là phải chấp nhận những cái chuyện đó. Ma xin Chúa cho Ma đủ sức để mà chấp nhận những cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ nếu mà kể ra thì biết bao nhiêu chuyện để mà kể. Đấy. Còn bây giờ mình lại xin là tụi nó làm theo ý mình, không có đâu. Ngay cái chuyện mà mấy đứa thôi chứ đừng có nói tới Chúa. Kiểu mà mấy đứa mà biểu mà Ma dặn mà làm theo ý của mấy ma là thấy thua rồi. Thấy không? Nói nó pha cho một ly cà phê,
Sau hỏi: "Ơ, mình đâu có biết đâu mà." Nhờ nó, cái gì là chút xíu hỏi ra: "Mình đâu có nhớ đâu mà, mình đâu có biết đâu mà." Đấy, rõ ràng rằng là nếu mà đối diện ma, ma chỉ nói những cái thực tế trong cuộc sống, ở chung với tụi con cũng vậy thôi. Nếu mà bây giờ mà ma bắt tụi con làm theo ý ma thì chắc nó mệt lắm lận. Thôi thì ma xin Chúa cho ma đủ sức để mà đón nhận tất cả những cái mà mấy đứa làm cho ma. Vậy thôi, cho nó vui lòng để sống với nhau. Chứ còn bây giờ mà mỗi chút cái là mình la, mình rầy, mình quát mắng, chẳng giải quyết được cái gì. Giáo xuất bảo ma cứ chửi con đi, thì con làm sai ma cứ chửi con đi. Ma mới nói rằng là tới bây giờ thì ma đứt dây thần kinh chửi rồi. Ai làm gì làm ma cũng chẳng chửi đâu, ma cũng chẳng rầy la gì đâu. Đó, cuộc sống nó là như vậy. Nhưng mà ma chia sẻ một cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, là không bao giờ bắt mấy đứa làm theo ý ma đâu, mà xin cho ma chịu đựng được cái cách của mấy đứa sống với ma thôi. Cũng giống như là ý Chúa cũng vậy, mình xin Chúa cho mình được gọi là theo ý Chúa chứ đừng theo ý của mình, mà xin đặc biệt cho mình có niềm tin và sự khiêm tốn như cái anh đại đội trưởng ngày hôm nay.